Chào các bạn, hôm nay mình cùng các bạn đi vào trong cái sở thú của FLC Quy Nhơn Nhân Lý nha. Rồi, mình vào đây mình vô ví đi. Rồi, bây giờ là nó vô nè. Lại qua việc đi. Đó, coi. Hả, công việc nè. Ê, chỗ kia có cái con công kìa. Kìa, con công kìa. Con công kìa. À, ba con công luôn, đẹp quá. Ủa thằng Bi em đâu chị? Nó mấy con trời này. Còn có con hú chứ tự nhiên có một con vô. Nhiều lắm, tâm tỷ con à, thích mấy con đó được. Đây đỡ nó chịu ăn hát không? Đỡ tay được không? Con dám đụng. Ê. Con nó mố quá chết. Ê, con chim này. Chà chà chà, em hồn chút đi. Tiền. Bám tiền không nó bám luôn đây. Sao đâu? Thì bấy ơi chụp em một tấm đi chị. Con mèo. Tấu tấu mà coi mấy con của mèo nó bơm hết ra chứ. Con mèo. Con mèo. À con mèo. Ừ. Kìa con là bạn kìa. Đó. Ý con mèo này. Ủa con mèo hình như con kia con đã bàn hay nhiều hâu ta? Ngựa kìa. Ngựa luôn đó. Á con chim công kìa, đó con chim công đẹp quá. Á con dê nè. Ở đây có mấy bí dơ rất là đáng yêu nè. Mọc sừng mà mặt đầm. Ê, bí dê rất là đáng yêu. Ê. Ê. Bình, quay mẹ cho con nhé Bình. Bình, quay mặt ở đây mẹ cho con nhé. Chị, chị, chị. Nhập yêu quá. Chụp con dơ. Con ơi, mẹ chụp con với con dơ. Đáng yêu quá. Dễ chụp hình lắm. Đường mà rất là đẹp. Ngoài đi chỗ nào không mặc áo đồ. Bây giờ đẹp nó đẹp chứ sao. Đẹp mà. Ủa có thằng con chốt chỗ nào không? Còn ma không ạ? Dẫn đầu thầy Thiên mà. Rồi chúng ta vào khu đây nha. Khu đây là khu gì đây? Chúng ta cùng vào khám phá nha. Wow. Ở trong này là rất là nhiều hoa. Cá lại coi cá đi cá cá coi suối này à, suối nhân tạo rất là đẹp ha. Điếu này. Dạ. Ai? Có đà điếu. Đi về đi và xem đà điếu. Này người ta trồng phong dữ quá.
làm văn khí khí. À xem khí đi. Kẻ con khí kìa. Kìa khí ạ. Khí kìa. Đây, ở trên lầu nó đi trên lầu kìa. Ngầu đây. Này khí kìa. Đây, ngầu đây. Ngầu vô mày. Đây. Đâu? Chỗ đây có con khí ấy. Đây. Khí đó. Nghe. Nhà khí đó. Nhà cái một bài khí ngồi cửa sổ kìa. Hai con, ba con thấy không? Đó ngồi đài cửa sổ hết. Khí gì đó. Ông Nhật ơi thì nó rộng quá, đi nãy giờ mỏi chân luôn. Người đi xăm bơi. Sao mà đây cho nó đỡ cái chữ con đà điếu mà chờ hoài mà không thấy cái con đà điếu nó chạy ra hết rồi ta. Đúng rồi. Sao kỳ vậy ta. Ta đỡ cái bán đà điếu mà đi hoài mà không thấy cái con đà điếu nào hết. Á à, cái con gì vậy ta. Con gì vậy. Hồi giờ mình không thấy cái con này luôn á. Con nai á. Con nai ấy. Ê con nai. Chú trời đang yêu quá. Chẳng thấy con là đĩa đâu. Ừ. Tao không có cánh đâu. Cái sừng nó dài chưa. Ý, nhiều con quá. Tao đưa các bạn đi coi con đà điếu mà đi vào trong đây gặp đủ con hết. Chẳng có một con là đĩa đâu hết. Con nhà nhà kìa con đứa ba. À, con gì vậy ta? Con mày. Phải con công, công. Hình như con đây là con cá sừng là con đực mà con không có sừng cái sao ta. Kìa con kia con nai kìa. Có con gái kìa, nhân bò á. Quý, mày nói vậy mà tao quay video cho mày. Tao quay cái đó tao giờ tao quay nó mà nó bậy á nha. À cái thằng nào thằng nó bậy nha. Này tao quay chân dung thằng nó bậy nè. Bán được không? Còn bán được không? Không, con thích đi. Rồi, bây giờ đi coi con khác nha. Điếu nào này điếu. Ê, cái con đà điếu kìa. Cho con đà điếu nó múa nha, đứng tới gần nha. Nãy giờ chờ cái con đà điếu lâu quá. Cho con đà điếu nó bự nè. Wow, hồi nhỏ giờ mình không nhìn thấy cái con đà điếu. Bây giờ mình mới thấy cái con đà điếu. Con đà điếu á con. Wow, bây giờ mình mới thấy con đà điếu nó to còn hơn mình nữa. Wow. Ê, con này con đà điếu nè. To chưa? Ai, một con đà điếu này. Trời đà điếu này. À. Ê, hai chào bạn đà điếu. Hai chào mấy bạn. Ông xin chào mấy cháu nha. Chào chứ. Wow, đà điếu to chưa? Wow, lần đầu tiên mình thấy con đà điếu á. Đây nè. Đây mình nè. Mình này, đó, con này điếu này thấy không? Tao không mình này. Nè, coi thằng này nó đứng tự sướng như mấy con đà điếu này. Rồi, coi khu ơi, khu gì nữa đây, thấy toàn gì rồi không, đang biết gặp cái con gì tiếp đây. Rồi thấy toàn coi dưới dừa không à, không biết gặp con gì nữa. Đây nhìn khu gì bắt cá bằng tay gì đây. Ok các bác có con ngỗng. Dạ con ngỗng. À kìa thiên nga đen kìa, hồi giờ thấy thiên nga trắng rồi, bây giờ thấy thiên nga đen. Còn này còn thiên nga trắng này. À, con này thì nghe trắng này, một bài kìa, đó nhiều quá. Trời, bây giờ à, mình ra cái hồ đây mình cho các bạn xem này. Bây giờ mình thấy là nhiều ghê lắm. Mấy cái con thiên nghe này.
Đây, ra đây này, đó, cánh tiên có hút này. Wow, đẹp chưa? Cánh tiên có hút. Đó, xin nhận ơn. Trời, nó chạy đài hết rồi. Quá nhiều cá luôn này, ở đây có biệt có này, cá có này. Ồ, wow, cá. Cá dày ghê. Wow. Này, có con vịt yên ương nữa này. Đây, các bạn thấy không, con vịt yên ương này. Đó. Vịt trời, vịt yên ương, đúng rồi, đẹp quá, dễ thương quá. Wow, cá. Rồi, tới khu đây. Ê, con voi kìa. Mình tới mình xem con voi đi. Con voi kìa, đó, thấy con voi chưa? Con voi thiệt bự luôn. Trời, đau quá. À, coi con voi đi. Xem tí. Á, có con công nó đứng ngay cho con voi kìa. Con voi á. Bự. Đây, coi thử trong này có cái con gì đi. Cá sấu vậy? Cá sấu, cá sấu. À, là con cá sấu rồi. Đây, có một con cá sấu thiệt bự nó nằm chỗ kia kìa. Đó. Đây, đây, có một có hai con cá sấu này. Trời ơi, con cá sấu này con này là không ai dám rờ nó rồi đó. Đây, cá sấu này. Ồ. Đẹp nếu còn dám kẹt khỉa cho cá sấu mà kẹt khỉa đó là cá chiến đó nha. Cá thiệt á. Trời ơi kìa, cá sấu nằm bài 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 kìa. Đó, các bạn thấy không? Cá sấu bài 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 nè. Đó, hai cá sấu đầy hết rồi. Wow, cá sấu nằm kẹt khỉa cho cái con thiệt bự này đây. Đây, tôi là gần lại này. Đó, thấy cá sấu chưa? Đó. Đó, cá sấu á. Yeah. Con này nằm gần nhất nè. Đó. Mấy con này nó to. Con kia thì to à. Con cháy anh em tao đồng nhà. Con có cái thân nữa à. Cá sấu bảy bảy. Câu cá này. Câu cá sấu mà nó không thèm ăn luôn này. Câu nó không thèm ăn luôn này. Nó đem bài 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 cái bà cá nó không thèm ăn luôn này. Nó đem bài 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 kìa. À. À, coi thấy chỗ kia là cái con gì nữa kìa. Ở đây hồi là cái con gì đây, giờ sao không thấy con gì ta? Chứ còn trước chỗ đây là có sư tử biển hai cấu gì đây này. Có mấy hình này này. Mà giờ sao không thấy cái con nào hết rồi. Đi tiếp đi. Công nhận rộng thật. Đẹp quá ha, ở trang trí cái đường này. Nón này. Cánh diều nó đẹp quá. Công nhận đẹp thật á. Học chưa bạn ơi, bây giờ. Đấy, chỗ kia có cái chuồng kìa, mình làm mình coi thử cái con gì chỗ đó đi. Là cái con gì mà sao không thấy cái con gì hết ta? Cái hồi trước nuôi con gì đây rồi bây giờ nó đi đâu hết rồi? À, hình như có cái con gì nó nằm ở trong cái chuồng kia nè. Sư tử hay cọp gì đó không biết nha. Có cái chuồng. Có cái chuồng. Mà không biết nó là cái con gì. À, nó nhốt ở trong kia rồi, nó không thả ra. Con gì vậy má, không biết nữa. Thôi cứ đi tiếp đi. Lại là coi thử các con gì nữa đây. Ê, có con gấu đen nè. Ở trong nhà nó kìa. Ê, con gấu. Vậy là cái chuồng hồi nãy là cái con gấu.
đây này chụp cái con gấu này đó, thấy con gấu chưa? Nó chui rồi vô cái chuồng đó nè. Trong hang nó chui ra kia xong chui ra đây. Ra đây. Đấy, đây con gấu nè. Ủa tắm kia đi nó đi xuống nhìn nó mới. Nhìn nó đi xuống nó tắm hay sao ạ? Nó đang chụp cá mà đấy. Lát đi ạ, mẹ cá thì mẹ. Gấu. Ê gấu uống nước, gấu uống nước. Gấu uống nước. Đi chạy hết người đi. Làm nhà nhân tạo cho khơi gấu ở. À, gấu trong kìa đi ra kìa. Không nhận, không thật. Có cái chuồng gì kia này mà nó coi cái con nó là cái con gì đi. Có cái chuồng con gì kìa. Đấy, tụi tử đấy. Hãy coi con gì đây. À, con sư tử trắng. Con sư tử nè. Sư tử đây nè, sư tử trắng. Sư tử này. Mẹ. Ăn xong. Sư tử á, thấy thử sư tử chưa? Sư tử trắng. Mẹ. Đang thân ngủ đó trời. Đang thân ngủ trời mẹ. Sư tử này đây là một con đực, một con cái này. Wow, cái tay nó to chưa kìa. Con đực là con đực là sao con cái? Ba con. Cái này con đực làm gì ạ? Con đực là nó có cái lông lông kỳ, còn cái không có. Mẹ. Lông lá thôi đậm đậm. Đó, sư tử là hai con nằm đó. Bó cái dừa lại cho nó kìa, mấy coi dừa không? Lại mình coi chỗ kia có cái con gì nữa kia đi. Ô hố kia. Ngồi đây nè. Hố kia. Ngắn mãi thôi. Đó, con hố đó, thấy chưa? Đó, hố đó, hai con nó chui. Ba con. Con hố này. À con cọp lăng hố con. Đó, wow, đây là cái chuồng hố. Chuồng cho ba bốn con. Bốn con hố. À, đi qua đi lại, đi qua đi lại. Thật không? Hố giờ thấy trong thế giới động vật không vậy vậy? Trong TV thôi. À, đi qua đi lại. Đi qua đi lại. À, chỗ này có con thỏ bí tí tí đang yêu kìa. Ta chút xíu à. Ê nó chạy mất hồn. Đó là dạy cua nhỉ. À, chỗ này cái hồ lại là mấy con vịt trời với mấy con thiên nga này. À, mấy con vịt mấy thiên nghe nữa nè. Vịt trời á Bình. Hả? Vịt trời á. Vịt trời á. À, con thỏ nha. Con thỏ kìa. Ê, con thỏ. Không dám lại gần, lại gần nó chạy mất á. Đó, con thỏ nè, đang yêu quá. Đây, thôi. Cái chất cũng bày lắm cây này. Ngày thường không có đâu. Con công. Ai con công nữa kìa. Sao cái con công nãy giờ đi đâu cũng gặp nó ta. Dê á. Vô đó lên cho được ở nhiêu đây. Ê vô đây coi con gì đó nè. Vô được nhiêu đây. Vui lắm đóng cửa lại. Nhanh lên. Ê mình vào đây mình xem cái con này đi. Con cừu. Con này là con cừu. Con cừu.
Con cừu kìa. Con cừu. Ý. Con này con cừu ăn. Hả? Lạc đè ấy. Ê con lạc đè này. Chờ rồi chút mấy con. Ê con kia con ngựa kìa. Ngựa không? Ngựa này. Dơ luôn kìa. Lòng nó tiên thách con lạc đè. Lòng nó mìm mìm. Ho này. Cắm một cồng táo. Xe ngựa. Con công kìa. Mình chạy là mình quay cái con công một lần đi. Nãy giờ tới gần nó không có được. Anh à, nó kêu á, con công nó kêu. Rồi, bây giờ tới đây là nó hết cái sở thú rồi đó các bạn ơi. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi video mình nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.